Bây giờ bước tiếp theo là tôi sẽ tiến hành tạo cái fanpage cho cái nhất nghệ mobile shop của mình. Thì hiện tại thì tôi đã có được cái application nhất nghệ mobile shop, thì bạn đã thấy như vậy. Và quan trọng là mình phải có cái fanpage để quảng cáo doanh nghiệp. Thì tôi đang đứng ở bước số 3 La Mã tạo fanpage cho nhất nghệ mobile shop. Cái tiến hành tạo fanpage như sau. Thứ nhất, bạn vào địa chỉ facebook.com/pay/create. Bạn có thể chọn một cái nhóm nào đó phù hợp với mình, không bắt buộc nhưng mà mình nên chọn cho nó phù hợp, khách hàng search nó ra dễ hơn. Ví dụ tôi đang buôn bán sản phẩm chẳng hạn, là bạn đang giao dịch gì đó thì có thể chọn là nhãn hiệu hoặc sản phẩm. Một cái nhóm sản phẩm mà tôi đang bán điện thoại chẳng hạn, tôi chọn nhóm điện thoại máy tính bảng, nhãn hiệu nhất nghệ rồi. Bước số 1 là thông tin, thì bạn sẽ cho một cái đoạn text nhỏ mô tả về cái page của mình, để khi khách hàng người ta search, người ta nhìn thấy cái chữ này, text này, người ta thấy phù hợp thì vào cái site của mình. Tell people what the page is about, ví dụ như là nhất nghệ mobile shop. Bạn sẽ đặt cái tên, ví dụ facebook.com xuyệt cái tên của mình, ví dụ tôi chọn là nhất nghệ mobile shop, và đương nhiên là nó không được trùng với những cái tên đang có, cho nên là bạn có thể đăng ký trước một số tên mà bạn thấy hay mình để dành, thì sau này khi làm thì mình có thể lấy cái tên đang sử dụng. Rồi, lưu thông tin lại. Bước tiếp theo là tôi khai báo ảnh đại diện, có thể là bạn chọn một tấm hình nào đó nhỏ nhỏ cũng được. Tôi có thể chọn bất kỳ hình nào. Ok, thí dụ này là phần 6. Rồi, tiếp. Thêm vào một yêu thích có nghĩa là khi mà bạn login vào Facebook thì bên trái sẽ hiện ra danh sách các cái page, bạn có thể chọn những cái page của mình cho nó lẹ. Thì muốn đưa lên cái muốn được cái fanpage mình lên cái danh sách đó thì bạn chọn vào thêm vào một yêu thích với tên là nhất nghệ mobile shop. Ok. Rồi, tiếp. Tiếp cận nhiều người hơn thì bạn nên mô tả về cái site của mình, những cái sở thích của những người mà khách hàng, bạn phải đoán coi khách hàng có những sở thích gì liên quan tới sản phẩm của mình. Bạn khai báo càng chi tiết thì khả năng khách hàng tìm thấy sản phẩm của mình càng cao. Cái hay của Facebook là nó cho mình khai báo là độ tuổi của khách hàng có thể tìm thấy site của mình, ví dụ nó là từ 16 tuổi trở lên, không độ tuổi tối đa, nam hay nữ giới hoặc là tất cả. Ví dụ sản phẩm là mỹ phẩm mà bạn muốn quảng cáo đến nữ giới thôi thì bạn chọn giới tính chỗ này. Ngân sách hàng ngày thì bạn thấy xem thêm bảng giá của nó. Thí dụ mỗi ngày bạn bỏ 10 đô thì có thể là hai trung bình là 293 lượt like mới. Và bạn sẽ khai báo cái thanh toán cái thẻ Visa của mình. Thẻ Visa của mình bạn thấy cập nhật bằng cách là ở đây do tôi cấu hình rồi, thành ra là bạn không có cần phải chỉnh nữa. Nhưng mà nếu lần đầu tiên bạn tạo fanpage thì bạn nên khai báo thông tin thanh toán của mình. Thì recommend là bạn nên sử dụng một trong hai tài khoản, một là ACB hoặc là Sacombank, thì nó test rất là nhanh. Thì nếu bạn xài thẻ ACB thì trên thẻ của bạn có chữ Visa là nó tích hợp được ở đây. Bạn sẽ nhập mã thẻ và ba con số đằng sau. Rồi, có thể bỏ qua, không cần thanh hạn trang cũng được. Cấu hình xong rồi quay lại mình làm. Và đây là cái giao diện cái app của fanpage mới vừa tạo. Khu vực ở trên này là nó sẽ giúp cho bạn quản lý thông tin, nó báo ra mình những tin nào mới, hoạt động mới như thế nào. Và đây là cái nội dung mà các bạn sẽ thấy. Tôi cần thêm một cái bìa.
có hình lên ảnh bìa. Cái ví dụ tôi chọn tấm mà tôi nhích lên nhích xuống cho nó phù hợp với cái size của mình. Ok, như vậy tôi có một cái fanpage shop. Và theo như vậy bạn thấy là thao tác tạo rất là nhanh. Vấn đề là mình cấu hình ở bên trong cho nó phù hợp. Thì hiện tại bạn nhìn lại bước, tôi đang đứng ở cái bước là tạo fanpage như là mobile shop. Thì mỗi ngày bạn có thể là đăng những cái sản phẩm mới ở đây, hình ảnh và mô tả sản phẩm của bạn. Tại vì lợi thế là khi mà bạn đăng bài trên đây á, bạn thấy quảng cáo cho nó. Ví dụ như là đơn giản thôi, ví dụ tôi đăng bài mới và tôi chọn vào thu hút độc giả, tôi có thể mời liên hệ mail một cái địa chỉ email nào đó, mời bạn bè của mình hoặc chia sẻ trang của mình, vân vân. Và đây là cách mình tạo ra một cái fanpage để quảng cáo.